Đây là những chậu mà tôi trồng dưới cát. Nó phát triển rất là nhanh các bạn. Trồng dưới cát phát triển rất là nhanh. Rồi, đặc biệt hơn thì trồng trong chậu thì nó cũng không kém gì. Đó, trong chậu nó cũng không kém. Và hiện tại thì vườn thì đang phát triển rất là tốt. Đừng chuẩn bị cho cái sự kiện mùa Tết sắp tới. Chúng ta có thể gì? Bán bè hoặc là chúng ta có thể bán cây kiến, cây giống. Vâng. Các chị các bạn đang xem có nhu cầu thì hãy inbox hoặc là liên lạc với tôi để mua cây giống hoặc là mua bè. Vâng. Chúng tôi để từng cụm, sau đó chúng tôi sẽ chăm sóc kỹ và cho nó sung ra, nó phát triển ra. Đây những cụm tôi mới cho nó ra riêng. Là những cây đã được vô gốc rất là kỹ, chuẩn bị cho nó phát, cho chuẩn bị tới mùa Tết sắp tới. Đây là clip hoa trang chuẩn bị cho mùa Tết. Vâng, từng cụm luôn, quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem qua kênh video của tôi. Các bạn hãy like, subscribe kênh Trực Vĩnh Long để ủng hộ. Vâng, xin cảm ơn.